Phạm Thâu Vlog kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất đến từ Phạm Thâu nhé. Xin giới thiệu, bây giờ đến giờ rước đoàn đồng tế vào dâng thanh lễ chính tiệc giáo xứ Giang Nghĩa, Chủ nhật thứ hai Mùa Chay năm C. Mời các bạn đón tham dự. Thank you.
Thank you.
danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa Đức Công, kính thưa quý cha quản hạt, kính thưa cha chánh sứ, giáo sứ, giáo nghĩa, kính thưa quý cha cố, quý cha đồng tế, kính thưa thầy phó tế, kính thưa quý tu sĩ, kính thưa quý hội đồng mục vụ, quý sứ, quý họ, hội đồng mục vụ giáo hạt Kiến Xương, quý hội đồng mục vụ như hội đồng mục vụ giáo sứ, giáo nghĩa. Hôm nay chúng ta hân hoan vui mừng với giáo sứ, giáo nghĩa, chúng ta quy tụ tại ngôi thánh đường thân thương này để chúng ta cùng nhau tổ chức tuần trầu lượt thay cho giáo phận với niềm hân hoan vui mừng của toàn thể giáo phận, với tinh thần đức tin, với cái nhìn của lý trí, chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay mọi thành phần dân Chúa đang hướng về giáo sứ, giáo nghĩa của chúng ta để hiệp thông, để cầu nguyện cho giáo phận, cầu nguyện cho giáo sứ, cầu nguyện cho tất cả mọi nhu cầu, hoàn cảnh của tất cả mọi người, và cầu nguyện cho tất cả anh em, chị em, giáo sứ, giáo nghĩa của chúng ta. Mặc dù năm nay với tất cả những khó khăn của thế giới, của Việt Nam, bệnh dịch Covid đang phát triển rất là mạnh, nhưng dù sao chúng ta cũng thấy Chúa luôn luôn yêu thương, quan phòng nâng đỡ chúng ta. Trong niềm hân hoan của ngày tuần trầu hôm nay, tôi xin thay lời cho quý cha, quý khách, chúc mừng cha chánh sứ, chúc mừng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo sứ, giáo nghĩa. Chúng ta cũng đã hy sinh vất vả để chuẩn bị cho tuần trầu. Về cơ sở vật chất, chúng ta cũng trang trí tất cả những gì cần thiết cho tuần trầu của giáo sứ. Về tinh thần, chúng ta đã chuẩn bị suốt một tuần để chúng ta đón nhận tình thương của Chúa, đón nhận tình yêu của Chúa trong bí tích hoàn giải, bí tích thánh thể. Và giờ đây chúng ta hân hoan vui mừng dâng lên Chúa những lời cầu xin tha thiết cho tất cả giáo phận, cho giáo sứ chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng nhau có một tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng cha xứ, chúc mừng toàn thể anh chị em giáo nghĩa trong ngày tuần trầu hôm nay. Xin thưa cộng đoàn, giờ đây chúng ta cầu nguyện cho giáo phận, cho giáo sứ, cách đặc biệt cầu nguyện cho tất cả mọi người thân yêu của chúng ta. Với nhu cầu của toàn thể thế giới, đặc biệt của Việt Nam và cách riêng là khu vực chúng ta đây, xin Chúa thương cất đi những sự giữ bệnh dịch để chúng ta được sống trong tình thương, sống trong bình an của Chúa. Rồi chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho giáo sứ của chúng ta. Xin Chúa thương tất cả mọi người giáo nghĩa chúng ta, những người còn sống như những người đã qua đời. Chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện những vị tiền nhân của chúng ta, các vị thiên nhân, tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta. Rồi chúng ta cũng cầu nguyện cho mọi người thân thương của chúng ta, nghĩa là xin Chúa thương đến tất cả những người đã giúp đỡ chúng ta cách này cách khác. Xin Chúa nhân từ trả công bồi hậu cho tất cả các quý vị ân nhân về tinh thần cũng như về vật chất. Phạm Thâu xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi hết video này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi người được bình an. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh like video và chia sẻ để lan tỏa cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại!